Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hiện tại thì ở trong đây là họ đang tụng kinh của chú anh chị. Dạ đúng rồi. Những người nổi tiếng, những nước cũng chôn ở đây.
vì lòng thương yêu tất cả hương dân cứ mỗi mùa du lan có hiếu tất cả anh em cùng về đây làm lễ cầu siêu thứ nhất là cho cha mẹ an táng tại vùng đất này cho người thân họ hàng của cụ Huyền đất tổ hẹn hò đất Phật có dạy trong các hành mạnh của Như Lai hạnh lớn nhất là hạnh hiếu hạnh thứ hai là tri ân Đức Phật nói có lần dắt giáo đồ hồng thì kêu đi ngang như rừng Đức Phật nó ngồi xuống tỉnh cha nó hỏi các con thấy món tay ta có gì trong đó vàng vàng kêu nói dạ có đất 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 Đức Phật hỏi đất trong cái móng tay của ta với đất trên đại địa ở đâu nhiều hơn? Nhà thì kêu cái nói vậy đất đại địa nhiều hơn. Thì Đức Phật mới nói: các con à, những người hiếu hạnh ở trên dương gian này nghĩ tưởng thương yêu ông bà cũng như giúp cho ông bà mà tu tập thì được siêu thoát rất là ít, ít như móng tay. Như đất ở trong ngón tay của thầy. Còn những người mà bất hiếu nhiều như đất đại địa. Có nhiều người nói con thấy cũng có nhiều người có hiếu mà Đức Thế Tôn Đức Phật mới nói hiếu yêu đời kiếp này như có chắc chắn đời sau có hiếu đâu. Cho nên cái hiếu nó rất rất ít. Nên các quan tu á mình phải nỗ lực thường hành hiếu hạnh thì trong hiếu nhân Phật có ba cái hiếu. Hiếu thứ nhất là hiếu hiếu là cha mẹ cái miệng thì đói của ăn lạnh sẽ nhà cho ở cho quần áo bệnh được lo bác sĩ thuốc men thậm chí cha mẹ mình đói chắc thịt cho cha mẹ mình ăn cũng chỉ gọi là hiểu hiếu mà thôi. Cha mẹ mình sau khi chết là để những đăng đàn chỉnh tế của siêu như thế này cho cha mẹ mình siêu tại vì xưa cha mẹ mình nuôi mình á thường á vì thương mình thương cha thương người thân mình cha mẹ mới phạm sát sanh cắt cổ gà cũng được đầu con cá để nuôi dưỡng cái thân thần và đâu biết được vô tình cái cố ý gây tạo thôi mình xác rồi phải có nhiều lúc khổ quá nên gấp gấp anh chọn từ đói từ đẹp từ này lúc từ kia tỏ biết bao nhiêu thiệt thòi cuộc đời của những mình rồi sau khi chết như cái tu á sám hối và không sám sao mình thiện thì cái linh hồn cũng nhẹ thì mình cứ sám sao chịu quá bỏ thôi còn không nói thì họ lại nhưng khi cha mẹ mình họ lại vào thế giới bên kia đâu biết cha mẹ mình đang mong mong ở cái điều gì đâu có gì nếu như chồng mình sống này mình còn không biết cha mẹ mình đâu nhắm gì cần gì thậm chí thức ăn cái gì mình cũng biết nó chi là mình cha mẹ mình chết cho nên đó, nhiều gia đình trên dương gian con cái mình mất dạy nó không nghe rồi phá gia nạn tử rồi nó làm những điều không tốt rồi anh em mất quà rồi nó làm những điều nguy hại tới gia đình và họ mà mình không biết tại vì sao đó. Bởi vì cái người ông cha mẹ mẹ họ lại cái siêu nên họ phản hồi những cái tín hiệu không tốt về con cháu nên con giáo là những cái điều không ai cho dương gian nên Đức Phật của vị tổ nó chỉ cho chúng ta làm những lễ đây là những cái cầu siêu để mà hóa giải những cái dương gian mình gặp phải. Quý vị
phát tâm bác mặt lời được yêu thương, giống như vậy chồng em còn hướng bên ngoài. Ngày xưa cũng khổ lắm, khi gặp các bạn mà. Mà nhờ có cái tâm thường hành cái việc mà tôi làm lễ đi đâu đó là pháp hội, là hình như là ngày nay vợ chồng ăn nơi làm ra từ không nhà nay ở biệt thự rồi tiền bạc đầy đủ nước máu nhiều con cháu cũng mang mãn thì cái ông siêu siêu thớm là chắc thiệt, bởi vì do tiền hồi hướng cái công đức cứu rỗi tất cả các loại hình chúng sanh, trong đó mình nhớ không phải họ không quen biết mình đâu gì. Đức Phật có dạy những người con gặp trên thế gian này việc chỉ mối liên hệ với các con là cha, là mẹ, là anh em, là bạn bè, là quý thuộc. Cho nên khi có bạn nghe được những cái lời pháp thoại thì luôn luôn trăn trở mình phải làm cái điều gì đó cho cha mẹ, cho ông bà, cho người thân của mình. Ngoài ông bà người thân gần gũi của mình trong kiếp này hoặc nhiều kiếp khác, bọn bà tất cả mọi người ngày hôm nay anh em gặp nhau chú học học trẻ là phụ tá tâm có những cái mối sức liên lạc với nhau hàng gần kiếp thì chúng ta là khi chúng ta là một nhà thì chúng ta đã được là cha là mẹ là vợ là chồng là con cái với nhau. Cho nên trong anh em có những người thích nhau, có những người không thích nhau, người ta gọi là chỉ hạnh hoặc là bất hạnh. Nhưng chung quy thì cái thị cái địch đó đều là người thân với nhau hết. Cho nên ai có thể cho mình lúc lộn lộn vui ý xả bỏ qua đi. Tôi nhớ là cái thành trạng đời trước nó má mà đời trước ông nội phải củng cố mình thôi giận nó gì mình giận cái đó mình hỗn hào với nó luôn là mình gây cái nỗi khổ khiếp gì nghĩ vậy đi khi làm nó gì nhẹ rồi mình sẽ bước đường tu đó quá giải những cái đó cũng là cái chảy rồi ngoài cái việc trung hiếu đó cao hơn nữa là cái việc tu. Giống như anh em mình thường hành như làm này của mình thu quý vị giúp cho biết bao nhiêu người và công đức đó là quý vị mới hồi hồi hướng xuống phận 16 đầu năm rồi quý vị rồi những người ông bà các mẹ còn đỏ não quỷ xuất thân trong đó quý vị có số công đức nhiều chuyển quá. Còn bình thường quý vị có tiền hàng trăm tỷ hàng ngàn tỷ nhưng quý vị không có những công đức để cứu đổi những sinh sinh trong bà đỏ là đâu chưa tu tu tạo công đức thế là quý vị đi tới đây gì làm lễ này cho ai thứ nhất là cho cha mẹ người thân mình đúng không rồi thứ hai là cho cái sự sự là của mình trên thế gian như quý vị gì có cái tâm đó, cho thập nhị của họ nó nhiều người thì công đức nó vô cùng to lớn. Dạ, còn đức trùng khắp vậy đó, quý vị mới hồi hướng được cho những cái hoa 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 nhân linh ông bà của vị của tổ đó là trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong chúc sanh, được siêu thoát. Khi mà tất cả những cái loại hình đó được siêu thoát, thì trên dương gian nó dị thần nó rất dễ dàng. Con cháu nó nghe, tính, hiếu hẳn mạnh mạnh. Tại gia đình có bạn ngày xưa khổ lắm, như nhà má hạnh hạnh là tập tinh tập siêu với ông bà và cái tâm và rồi hướng cho các loại hành vi của mình mà sẽ chuyển từ cái không có nhà có nhà từ những đứa con rất học như cháu học lên Mỹ là tiến sĩ không đâu rồi gia đình con cháu ngoan ngoãn hiền biết thuận lợi cũng không ổn định. Bây giờ là giàu nhất trong nhà mỏ, thành đạt nhất trong nhà mỏ. Cái đó có cái gì? Cái đó là các bạn lấy tiền của gia đình kể cho mình, cho mình nghe. Cái đó là pháp tinh thần. Chứ không có nói chuyện xa, chuyện đây, chuyện đại.
rồi có nhiều gia đình anh em được dành cho những làm việc này từ năm năm giống như thầm xây dựng, nhưng mà mới vừa đầu đầu tháng một âm lịch mình giúp khổ dữ lắm. Rồi tới đình thì phượng ngoài